nay mình đi Home Depot để mua một số đồ dép lai dài cho các bạn. Đông quá chừng luôn. Mình sẽ mua những cái chậu này để về trồng thanh long nè các bạn. Đây là những cái thùng người ta làm rượu nho đó. Rồi người ta cắt đôi ra người ta bán 39 đồng 99 một thùng các bạn. Bằng gỗ có những cái đai sắt này rất là tốt. Mùa hè mọi người đi mua đồ rất là đông, về họ trồng cây tiện họ đang ở nhà trong mùa dịch này. Đây là những cây bông hoa hạnh phúc đây. Đẹp đủ màu hết. Màu trắng sen, màu cam vàng,
rảnh rỗi mọi người đi hôm đi vô mua đồ để sửa nhà, sửa cửa, trồng cây. Yeah.